Alo, xin chào các bạn nha, mình là Thịnh từ Germany nè. Thì hiện tại mình đang ở thành phố Würzburg nha, thuộc bang Bayern. Thì đằng sau lưng mình đây là ga tàu chính Hauptbahnhof ở Würzburg nha. Thì như các bạn biết thì Würzburg là một thành phố với hơn 100.000 dân, là một thành phố lớn ở miền Nam nước Đức nha. Thành phố này nổi tiếng có dinh thự Würzburg theo kiến trúc Baroque, được UNESCO công nhận năm 1981. Ngoài ra thành phố còn có rất nhiều nhà thờ đẹp và cảnh quan đô thị bắt mắt. Ok, thì bây giờ các bạn hãy theo mình cùng khám phá thành phố nha. Ok, let's go. Würzburg, tiếng Latin là Ebipolis, là một thành phố độc lập ngang với huyện ở bang Bayern và là nơi đặt văn phòng quản lý của quận Unterfranken. Thành phố cổ Würzburg được xem là cổng vào của cung đường lãng mạn Romantische Straße ở Đức, dài khoảng 413 km và kết thúc ở đô thị Füssen giáp với Áo, là nơi các danh lam thắng cảnh của đất nước này hội tụ. Würzburg cũng đồng thời là thành phố di sản, nổi tiếng với các công trình kiến trúc cổ đồ sộ và cảnh quan thiên nhiên xinh đẹp, hữu tình. Không may mắn như Heidelberg, Würzburg phải hứng chịu những hậu quả từ thế chiến. Các công trình còn lại là cả tâm huyết giữ gìn của người dân nơi đây. Ý thức dân cư ở Würzburg rất cao vì những gì mà họ đang lưu giữ chính là một trong những di sản quý giá nhất của đất Đức. Đến với Würzburg, du khách sẽ được trải nghiệm cả di sản văn hóa, lịch sử lẫn vẻ đẹp thiên nhiên kết hợp. Quảng trường chợ Marktplatz tọa lạc tại trung tâm phố cổ Altstadt của Würzburg, là nơi tụ họp buôn bán của các tiểu thương và cũng là nơi diễn ra các sự kiện thường niên. Grafen Eckart là phần nhà lâu đời nhất của tòa thị chính Würzburg. Nó nằm trong khu phố cổ Altstadt gần đài phun nước 4 ống Vier Roden Brunnen, với tháp Roman cao 55 m. Phần nhà nằm giữa Domstrasse và Altmaibrücke này là một công trình có ý nghĩa lịch sử quan trọng với thành phố. Cây cầu cổ Altmaibrücke là cây cầu đá lâu đời nhất ở Würzburg và cũng được cho là đầu tiên ở Đức, kết nối khu phố cổ Altstadt với quận Mainviertel và đồi Marienberg với pháo đài bên trên. Trong nhiều thế kỷ, nó là một trong những tuyến đường kết nối quan trọng nhất trong thành phố. Nó được xây dựng bởi thợ xây bậc thầy Engelin vào thế kỷ 12. Do hư hại nhiều nên cầu được xây mới lại vào thế kỷ thứ 15 bởi nhà xây dựng bậc thầy Hans von Königshofen. Các cột trụ được xây và hoàn thành từ năm 1476 đến năm 1488. Kết nối giữa các cột là phần lối đi làm bằng gỗ. Để tiết kiệm chi phí bảo trì, các phần lối đi có mái vòm ở mặt dưới được làm bằng đá vào năm 1512. Cổng và tháp cầu đã bị phá bỏ trong thời kỳ Baroque do đề xuất của kiến trúc sư Balthasar Neumann. Nhiều phần của cây cầu từ lần xây đầu tiên này nay vẫn còn được giữ nguyên vẹn. Năm 1725, hoàng tử giám mục Christoph Franz von Hutten đã ủy quyền thiết kế 12 hình tượng của các vị thánh. Sau đó,
sáu bức tượng đầu tiên được xây ở phía nam. Sau khi hoàng tử giám mục von Hutten qua đời vào năm 1729, Friedrich Karl von Schönborn tiếp tục kế hoạch. Cho sự phong hóa nghiêm trọng, tất cả các tượng đã được làm mới từ năm 1852 đến năm 1926. Tất cả các tượng đều được làm bằng đá sa thạch và cao trung bình 4,5m. Trong vài năm gần đây, các bức tượng của các vị thánh đã nhiều lần bị phá hoại, từ ngón tay bị gãy cho đến đồ dùng bị đánh cắp. Chính quyền thành phố vì điều này đã phải bỏ ra chi phí hàng năm lên đến vài nghìn euro cho việc sửa chữa. Hello, xin chào nè. Hiện tại mình đang đứng ở cây cầu cổ ở Würzburg. Cái bức tượng mà các bạn thấy nãy giờ là được thêm vào khoảng thế kỷ thứ 18 nha, cho kiến trúc sư Balthasar Neumann thiết kế bức tượng của các vị thánh và các vị hoàng đế. Burkhardter Kircher, hay còn gọi là nhà thờ Burkhard, là một nhà thờ giáo xứ Công giáo ở quận Mayfield. Đây là một trong những nhà thờ lâu đời nhất ở Würzburg. Nhà thờ có tên gọi ban đầu là tu viện Andreas, được giám mục Burkhard thành lập vào năm 748. Năm 1986, nó được đổi tên thành tu viện Benedictiner của thánh Burkhard bởi giám mục Hugo, và hài cốt của thánh Burkhard được đưa đến đó. Sau một trận hỏa hoạn lớn vào năm 1030, nhà thờ được xây dựng lại tại vị trí hiện tại. Nhà thờ được chuyển đổi thành tổ chức hiệp sĩ tôn giáo của thánh Burkhard vào năm 1464. Dàn hợp xướng phía tây cũ đã bị phá bỏ dưới thời hoàng tử giám mục Johann Philipp von Schönborn vào những năm 1660 để xây thêm tường thành cho pháo đài và kinh đào lưu thông. Với việc thế tục hóa và sự giải thể có liên quan của tu viện vào năm 1803, nhà thờ thuộc quyền sở hữu của giáo xứ địa phương. Marienbeck là một ngọn núi ở phía tây của khu phố cổ Anstadt của Würzburg, nơi có pháo đài Marienbeck. Nó cũng đồng thời là một khu vực trồng nho với quy mô rộng lớn trong nội thành. Hầu hết các phía của pháo đài đều là sườn dốc. Chỉ ở phía tây nó bằng phẳng theo hướng về đô thị Hochbeck. Khu vực sườn phía bắc có khu vườn triển lãm Landesgartenschau đầu tiên của bang Bayern ở quận hành chính Unterfranken. Sườn phía đông và nam được dùng làm đồi trồng nho. Vườn nho Schlossbeck ở sườn phía đông và vườn nho Innerer Leister đón nhiều nắng nhất ở sườn phía nam. Khu vực từ chân núi Marienbeck ở sườn phía đông trải dài đến sông Mai là quận Mayfilter. Ngọn núi đã có nhiều tên khác nhau qua nhiều thế kỷ, bao gồm núi Würzburg của thánh nữ Maria hoặc Frauenbeck, có nguồn gốc từ nữ tu viện tồn tại ở đây từ năm 700 đến năm 742. Cái tên Marienbeck trở nên phổ biến kể từ giai đoạn trung kỳ Trung Cổ. Do quá khứ lịch sử phong phú và vẻ ngoài đáng tự hào của nó, pháo đài Marienbeck là một trong những di tích kiến trúc ấn tượng nhất từ thời cổ đại. Khoảng 1.000 năm trước công nguyên đã có những dấu tích về pháo đài ẩn náu của người Celtic tại đây. Phần trung tâm của lâu đài được xây sau này được dùng để xây nhà thờ Marienkirche, được thánh hiến vào năm 706. Nhà thờ có sớm nhất ở khu vực phía đông sông Rhine. Từ năm 1253 đến năm 1719, phần lâu đài trở thành nơi ở của các hoàng tử giám mục Würzburg.
Chúng ta đang tiến vào trong một khu vực được gọi là Drachenlauer Hof. Nó là khu vực ngoài cùng của quần thể lâu đài và nằm phía trước pháo đài Eckerpastei. Tại đây còn có một khu nhà vũ trang, Das Neue Zeughaus, được xây từ năm 1709 dưới thời hoàng tử giám mục Johann Philipp von Drachenlauer. Ngoài ra, Drachenlauer Hof còn có bảo tàng My Frankisches Museum và nhà nghỉ Burgschenker. Bên kia con mương cổ họng Hansgraben và phía trước cổng Serenbeck, hoàng tử giám mục Julius Echter đã cho xây dựng một khu vực bao vây bảo vệ lâu đài trên nền của khu trang trại vào khoảng năm 1605. Khu vực rộng khoảng 2.250 m², được ngăn cách ở phía bắc và phía nam bởi các dãy nhà hai tầng. Nó được dùng làm phòng chứa vật tư và kho lưu trữ cũng như làm chuồng ngựa. Ở bên phải phía tây thuộc bờ lũy Eckerpastei là tháp với cầu thang xoắn ốc, hay còn gọi là Sao Petertum. Ở giữa sân có một cái ao với đài phun nước để tắm và làm sạch cho ngựa. Sàn đất của Eckerhof được thiết kế sao cho động vật không thể dùng móng guốc để khuấy bụi lan ra xung quanh. Nguồn nước sử dụng ở đây chủ yếu được dẫn thông qua một đường ống đến từ Hofbeck. Trong khu vực cũng có quầy bảo tàng, điểm tập trung cho các tour tham quan lâu đài và nhà vệ sinh. Tọa lạc ở phần sân bên trong của quần thể lâu đài, nổi bật nhất là nhà thờ Marienkirche có từ năm 706. Ngọn tháp Beckfried hùng vĩ với bề rộng 2,5 m và chiều cao 40 m được xây vào thế kỷ thứ 13. Và đền đài phun nước Brunnentempel với mạch nước sâu. Khu viên trung tâm lâu đài tạo thành một quần thể tòa nhà bốn cánh xung quanh, bao gồm tòa nhà của tuyển hầu Fürstenbau ở cánh đông, với ngọn tháp tám cạnh Bibra-Trepper, thư viện và hội trường Bibliothek und Hofstubenbau ở cánh nam, kho vũ khí cũ Altes Zockhaus ở cánh tây và vách ngăn bình sườn ở cánh bắc. Bao gồm trong khu quần thể lâu đài còn có tháp Kilensturm ở phía tây bắc, tháp Marienturm ở phía đông bắc, cũng như tháp Randersackere và tháp Küchenturm ở phía đông nam. Lối vào sân trong được dẫn vào từ cổng Scherenbeck ở mặt phía tây. Ở phía đông, bên dưới khu nhà của hoàng tử giám mục là khu vườn trải dài Fürstengarten. Ở sân trong lâu đài còn có các lối vào bảo tàng, nhà nghỉ, trung tâm hội nghị Tagungszentrum. Phần lâu đài chính đã được xây lại thành lâu đài theo kiểu kiến trúc phục hưng vào khoảng năm 1600. Sau cuộc chinh phục của người Thụy Điển vào năm 1631, lâu đài đã được mở rộng thành một pháo đài theo kiểu Baroque và khu vườn Fürstengarten ở phía đông được thêm vào. Nó được trồng và bày trí một cách nghệ thuật vào mùa hè và mang đến một tầm nhìn tuyệt vời ra thành phố.
Nhà thờ lớn Thánh Kilian, hay còn thường gọi là Kilian Storm, là một nhà thờ Công giáo La Mã ở khu phố cổ Anstadt. Nhà thờ là nhà thờ giám mục của giáo phận Würzburg, trước năm 1803 còn gọi là giáo phận Hoàng tử giám mục. Nó được xây dựng trong những thập kỷ sau năm 1940 và đã được cải tạo từ năm 1945 sau những thiệt hại lớn của chiến tranh. Với tổng chiều dài 105m, đây là công trình nhà thờ theo phong cách Roman lớn thứ tư ở Đức và là một trong những di tích ấn tượng của thời kỳ nhà Salier. Nhà thờ được bắt đầu cho xây dựng vào khoảng năm 1040 trên nền nhà nguyện có từ thế kỷ thứ 8. Các tháp phía đông được hoàn thành xong vào năm 1237. Nội thất được trát vữa vào khoảng năm 1701-1704 bởi Pietro Magno vào giai đoạn đỉnh cao của Baroque. Khoảng năm 1987-1988, dàn hợp xướng bắt đầu được thiết kế lại. Hàng loạt những bia mộ lớn trang nghiêm của các vị giám mục, trong đó bao gồm Rudolf von Scherenbeck qua đời năm 1495 và Lorenz von Bibra qua đời năm 1519 của nhà điêu khắc nổi tiếng Tilman Riemann Schneider. Đàn organ khổng lồ được chế tạo vào năm 1968 và có 20 thanh âm ghi. Vào năm 1945, nhà thờ bị thiêu rụi hoàn toàn. Lễ khánh thành được diễn ra sau khi nhà thờ được tái thiết vào năm 1967. Phần bên ngoài của nhà thờ vẫn mang hình dáng cũ. Các họa tiết trang trí mang phong cách Baroque bằng vữa đá được bảo tồn trong dàn hợp xướng và phần ngang nhà thờ. Điện thờ, nhà tạm chứa mình Thánh Chúa và các dãy ghế ngồi của dàn hợp ca được xây vào khoảng năm 1966-1968. Vào năm 2006, trong quá trình tu bổ, phần ngoài nhà thờ đã được sơn lại dựa trên tông màu nguyên gốc của nó. Vào năm 2011-2012, nội thất đã được tân trang và thiết kế lại hoàn toàn. Nhà nguyện Schönborn được xây thêm vào phần ngang nhà thờ, một công trình quan trọng của Balthasar Neumann. Nhà nguyện Schönborn từng được dùng làm nơi chôn cất của các hoàng tử giám mục của nhà Schönborn. Vào thời quốc xã, giáo hội Công giáo Würzburg và các đại diện từ nhà thờ lớn, chẳng hạn như giám mục Matthias Ehrenfried và tổng biên tập của tờ báo tôn giáo thường nhật địa phương, đồng thời là mục sư nhà thờ Heinrich Leier, đã biểu tình và bày tỏ quan điểm chống đối. Thành phố Würzburg thuộc vùng Unterfranken là một trong những thành phố của đế quốc Đức vẫn bị ném bom vào những tuần cuối cùng của Thế chiến thứ hai. Cuộc tấn công nặng nề nhất kéo dài khoảng 20 phút vào tối ngày 16 tháng 3 năm 1945, được tiến hành bởi không quân Hoàng gia Anh. Các nạn nhân đánh bom được đưa vào và đặt cạnh bức tường phía trước của lối đi hốc bên trái nhà thờ Würzburg đến khi họ được chuyển đến mộ tập thể. Tại vị trí này hiện có một phòng cầu nguyện để tưởng nhớ các nạn nhân chiến tranh. Vào đêm 20 tháng 2 năm 1946, trần nhà của gian chính và của lối đi hông phía bắc nhà thờ bị sập. Hội đồng giám mục Würzburg đã tổ chức công nghị tại nhà thờ từ năm 1971 đến năm 1975 để thực hiện những chỉ thị từ cộng đồng Vatican II theo ý muốn của Đức Hồng Y Julius Dofner.
Trong quá trình phục dựng, chất liệu Baroque đa phần đã bị hủy để tái hiện kiến trúc La Mã. Những phần được tân trang lại nhấn mạnh vào sự tương phản của các phần nhà còn được bảo tồn. Thành quả đạt được là sự kết hợp đa dạng, bao gồm hầu hết là các yếu tố theo phong cách Roman, phong cách hiện đại và Baroque. Mặt tiền phía Tây theo phong cách Tân Roman với cửa sổ hoa hồng và đồng hồ không bao phủ. Nhà thờ còn có một hệ thống chuông với 20 ngân vang cùng lúc. Nó có tổng trọng lượng lên đến 26 tấn và là một trong những hệ thống chuông nhà thờ lớn nhất ở Đức. Dinh thự Würzburg là một cung điện theo phong cách Baroque ở ngoại ô trung tâm thành phố Würzburg, được khởi công xây dựng vào năm 1720 và hoàn thành vào năm 1744. Nội thất của dinh thự được xây dựng từ thời nhà Schönborn dưới sự chỉ đạo của kiến trúc sư Balthasar Neumann và hoàn thành vào năm 1781. Nó từng là nơi đặt trụ sở quản lý của các hoàng tử giám mục Würzburg cho đến khi nó được thế tục hóa. Cung điện là một trong những công trình lớn mang phong cách Baroque ở miền nam nước Đức và nó được coi là một trong những khu dinh thự có ý nghĩa nhất của thời kỳ hậu Baroque. Do đó, nó được sánh ngang hàng với cung điện Schönbrunn ở Wien và cung điện Versailles ở Pháp. Vào năm 1981, nó được UNESCO công nhận là di sản thế giới. UNESCO đã đưa ra lời giải thích của mình bằng cách tuyên bố rằng dinh thự Würzburg mang tính đồng nhất và đặc biệt nhất trong tất cả các lâu đài mang phong cách Baroque. Sự độc đáo đó còn thể hiện ở tính nguyên bản, kế hoạch xây dựng đầy tham vọng và sự quy tụ nhân lực mang tính quốc tế, một sự kết tinh mang phong cách kiến trúc Baroque ở châu Âu. Nó cũng là một ví dụ minh họa rạng rỡ nhất ở châu Âu cho một nơi ở hoàng gia của các vương hầu. Phòng gương Spiegel Cabinet phục dựng lại từ năm 1979 đến năm 1987 là một trong những phòng chiêm ngưỡng của hoàng đế và được xem là tác phẩm nghệ thuật toàn diện nhất theo kiến trúc Rococo của Pháp. Các hoàng tử giám mục của Würzburg đã trị vì và sinh sống trong khu lâu đài ở pháo đài Marienberg từ giữa thế kỷ 13. Trong thời đại của chủ nghĩa tuyệt đối mà ở đó, người cai trị thể hiện quyền lực và sự giàu có của mình thông qua sự bề thế của nơi ở. Thế nên, chỉ một lâu đài mang phong cách phục hưng như lâu đài trên núi Marienberg là chưa đủ. Vào năm 1683, kinh sĩ đoàn của nhà thờ lớn Würzburg quyết định chuyển khu nhà ở của hoàng tử giám mục từ pháo đài xuống thành phố.
rất nhiều địa điểm đã được cân nhắc. Một mặt, mật độ các tòa nhà trong khu vực phân chia Bischofsmünster của khu phố cổ Hữu Ngạn Sông Mai cùng phía nhà thờ lớn quá dày đặc. Mặt khác, các khu đất trống ở quận Mainviertel cũng không được cân nhắc, vì từ nhà thờ lớn đến đó phải bắt qua con sông Mai. Quyết định cuối cùng cũng được đưa ra và khu vực đường Rheinweg được chọn trở thành địa điểm thi công, vì vào thời điểm đó khu vực này dân cư còn rất thưa thớt và nó cách nhà thờ lớn về phía đông không bao xa. Giám mục Johann Philipp von Greifenklau zu Feuerratz đã cho xây thêm một lâu đài nhỏ trên nền của khu dinh thự ngày nay vào năm 1701. Việc xây dựng kéo dài 5 năm, nhưng cuối cùng không có người ở vì tường nhà bị nứt do hiện tượng sụp lún. Tòa nhà sau đó đã bị dỡ bỏ và xây dựng mới vào năm 1720. Vị giám mục kế nhiệm Johann Philipp Franz von Schönborn đã dành ra 600.000 đồng tiền vàng gulden có được từ một vụ kiện tham ô để đầu tư cho ý tưởng xây dựng một cung điện mới. Kế hoạch xây dựng lâu đài mới được giao cho Balthasar Neumann, một kỹ sư và nhà xây dựng bậc thầy còn ít tên tuổi thuộc quân đoàn sĩ quan của công vương Johann Philipp von Greifenklau. Lâu đài mặc dù mang nhiều hình thái của một công trình mang phong cách hỗn hợp từ truyền thống của Ý đến cổ điển của Pháp, nhưng vẫn dựa trên một kế hoạch thống nhất. Trong đó, Neumann đã tổng hợp lại các ý tưởng và đề xuất mang tính cạnh tranh của các kiến trúc sư đến từ Đức và Pháp. Từ năm 1730, có thêm sự tham gia của kiến trúc sư người Áo Johann Lukas von Hildebrandt. Hai vị kiến trúc sư người Pháp và Áo là Bofrand và Hildebrandt đã có ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thiết kế. Hildebrandt định hình các phần nhà giữa nhô ra đặc trưng ở trung tâm của mặt tiền khu vườn và trang viên, trong khi Bofrand thiết kế phần nhà cánh bên của mặt tiền phố. Mặc dù thế, công trình khu dinh thự vẫn không thiếu đi tính liên kết và thẩm mỹ và có thể được coi là một trong những thành tựu nghệ thuật có ý nghĩa nhất của Balthasar Neumann. Một số lượng lớn các nghệ sĩ có danh tiếng đã đóng góp vào việc trang trí nội thất của dinh thự, bao gồm thợ thạch cao Antonio Bossi và họa sĩ bích họa nổi tiếng nhất thời đó Venetian Giovanni Battista Tiepolo, người đã tạo ra bức bích họa trần nhà lớn nhất thế giới ở phần cầu thang. Nó có kích thước 19m x 32 và là bức bích họa trần nhà có tính liên kết lớn nhất trên thế giới và diện tích khoảng 677m². Ở phía nam của dinh thự là một khu vườn bằng phẳng hình chữ nhật với điểm cuối là nhà chứa hoa quả Orangery và có thể được quan sát thấy từ phòng hòa nhạc Toscanaza. Các bức tượng điêu khắc lớn của Wagner được dùng để trang trí các bãi cỏ, đài phun nước và phúng dụ vào các mùa trong năm bên dưới những cây thủy tùng hình nón hùng vĩ, mang đến những điều bất ngờ. Phía sau nhà chú hoa quả là khu vườn Küchengarten. Ở đó có trồng các giống cây ăn quả như táo, lê và quả mọng. Song song còn có thảo mộc và hoa oải hương.
phần rất hoạch định của khu vườn cũng như khu dinh thự được bao bọc bởi bức tường thành Stadtmauer. Bản thân Balthasar Neumann đã có ý tưởng đưa kiến trúc pháo đài quan sát vào thiết kế khu vườn và cho đến ngày nay. Nó đem đến tầm nhìn tổng thể tuyệt đẹp ra khu vườn, lâu đài và một phần của thành phố. Dẫn lên bức tường cao kiên cố này là hai đường dốc với bệ nâng và cầu thang được bắt đối xứng, với sân hiên được chèn vào ở lưng chừng. Khu vườn phía đông này được bố trí gần lối ra từ sảnh vườn ở trung tâm của dinh thự. Ngày nay hàng trăm giống hồng cổ nở rộ tại đây. Ngoài ra ngày xưa còn có cây ăn quả. Bên cạnh đó, khu vườn còn có các mái vòm liền kề, được tạo hình độc đáo từ cây thù du và cây thông rụng lá. Và ẩn nấp giữa các mái vòm là 12 bức tượng đá về những đứa trẻ thiên thần mũm mĩm nổi tiếng của Johann Peter Wagner. Người cũng tạo ra rất nhiều những tác phẩm điêu khắc khác được trang trí trên các bậc thang và pháo đài dinh thự. Khi thành phố bị phá hủy vào ngày 16 tháng 3 năm 1945, phần nhà cầu thang, sảnh trắng, sảnh hoàng gia và sảnh vườn vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. Việc xây dựng lại mất gần 40 năm. Ngày nay, dinh thự chủ yếu được dùng làm viện bảo tàng với hơn 40 phòng đã được trùng tu và mở cửa quanh năm. Nó cũng được dùng làm cơ sở của Đại học Würzburg, phòng trưng bày nhà nước, cơ quan lưu trữ nhà nước và cơ quan hành chính. Kể từ năm 1921, lễ hội Mozart Fest được tổ chức hàng năm vào đầu mùa hè, và đây cũng là địa điểm thường xuyên diễn ra các sự kiện triển lãm đặc biệt. Thank you.
thờ Neumünster được xây dựng trên phần mộ của Thánh Kilian và những người bạn đồng hành của ông là Colonnat và Thotnan, những người đã bị sát hại tại đây với tư cách là những người truyền giáo vào năm 689. Vương cung thánh đường La Mã nguyên bản có từ thế kỷ thứ 11, dàn hợp xướng và tháp được trang trí tinh xảo có từ thế kỷ 13. Nhà thờ được thánh hiến và bảo hộ bởi Thánh Gioan Baptista và Thánh Sử Gioan. Mái vòm hùng vĩ và mặt tiền Baroque tinh xảo được xây dựng từ năm 1710 đến năm 1716. Việc thiết kế lại nội thất theo phong cách Baroque kéo dài cho đến năm 1788 và được thực hiện bởi anh em nhà Zimmermann. Cấu trúc chất liệu của nhà thờ vẫn còn nguyên vẹn sau cuộc không kích vào Würzburg vào ngày 16 tháng 3 năm 1945. Phần lớn nội thất đã bị cháy, nhưng vẫn còn một số tác phẩm có từ thời Trung Cổ và Baroque vẫn được giữ nguyên vẹn.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình từ đầu đến giờ. Mặc dù nội dung hơi khô khan nhưng quả thật Würzburg là một thành phố có bề dày lịch sử tôn giáo đồ sộ và có nhiều công trình kiến trúc khiến nhiều người trên thế giới đều phải thán phục và muốn đặt chân đến đây để chiêm ngưỡng một lần. Mặc dù rất nhiều những tác phẩm và công trình nghệ thuật bị phá hủy trong thế chiến, nhưng những nỗ lực không ngừng nghỉ của chính quyền và người dân địa phương cộng với những khoản đóng góp từ khắp nơi trên thế giới đã giúp cho Würzburg có thể phục dựng lại được dáng vẻ hào hoa trước kia mà những tưởng như đã bị chôn vùi vào dĩ vãng. Nếu các bạn thấy hay và hứng thú với những nội dung video của mình thì hãy tương tác với mình bằng cách nhấn like hoặc bình luận và đừng quên nhấn đăng ký theo dõi nhé. Hẹn các bạn ở video tiếp theo trong thời gian không xa.